Nghi xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Nghi Nguyễn Cuộc Sống Hàn Quốc. Hiện tại bây giờ là 7 giờ sáng. Thì hôm nay Nghi và mọi người sẽ đi làm đóng gói trái cây. Đóng gói trái cây thì mình sẽ đi làm trễ hơn là mình đi làm ngoài đồng nha cả nhà. Vì 8 giờ rưỡi sáng mới vô làm. Và bây giờ 7 giờ là ngơi nơi mấy anh chị em xuất phát. Đến nơi thì sẽ làm 8 giờ rưỡi, đi 1 tiếng rưỡi đó cả nhà. Và bây giờ Nghi sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng Nghi theo dõi cuộc hành trình của mấy anh chị em đi làm trái cây đóng gói nha. Là công ty đóng gói hoa quả nè cả nhà, rộng mênh mông. Đây là trong chỗ mà Nghi đóng gói nè cả nhà. Vì sáng vô làm là Nghi không có thời gian để quay cho mọi người. Mình vô làm là ở đây người ta không có cho mình cầm điện thoại, nên là Nghi tranh thủ cái giờ mà Nghi nghỉ á, Nghi quay cho cô chú anh chị xem để hiểu rõ hơn về công việc ở Hàn Quốc hơn. Và Nghi chỉ quay được ngắn gọn thôi chứ Nghi không có được quay nhiều, nên cả nhà thông cảm nha. Tranh thủ dữ lắm mới quay được. Bây giờ là 9 giờ sáng thì người ta cho mình nghỉ, nghỉ 10 phút để mình uống cà phê, uống nước ở cả nhà. Vô trong đây thì người ta sẽ phát cho mình mỗi người một cái cân. Và trái cây thì nó sẽ chạy theo dây chuyền. Hôm nay thì sáng Nghi sẽ đóng gói mận trước, và mình sẽ bỏ vô trong cái hộp kiến này nè. Một hộp như vậy là mình cân trái sâu thì mình bỏ ra, còn trái nào mà mềm thì mình cũng bỏ ra. Mình sẽ đóng gói như vậy là một hộp là 1 kg 2, sao 1 kg 2 50 trở lên. Một hộp là mình sẽ cân 1 kg 2 50 trở lên, là ví dụ như là 1 kg 2 60 70 80 thì cũng không sao, nhưng mà phải trên 1 kg 2 50, tại vì người ta trừ cái hộp ra nữa đó. Nên mình cân một hộp là 1 kg 2 50 trở lên. Đóng gói xong thì nó sẽ chạy ra chuyền ra ngoài đây, người ta sẽ kiểm tra lại và sẽ đóng gói thùng để gửi đi cho các nơi á cả nhà, là sẽ dán tem lên cái thùng bắt sừ. Rồi người ta sẽ gửi đi mấy cái nơi mà người ta đặt hàng á. Đây giống như là người ta sẽ gửi cho siêu thị nè, rồi gửi cho những cái trang mạng mà người ta đặt hàng online á. Là Nghi làm từ cái khâu đầu tiên, hoặc là họ sẽ chạy ra ngoài đây là người ta sẽ kiểm lại và để vô trong mấy cái rổ màu xanh này. Ôi hộp đào nhìn đã. Mấy cái này nó bé. Đào này đào nhất không? Cái bự không? Tới giờ vô làm. Bên đây thì làm đào, còn bên kia thì làm mận. Khâu đào cũng khâu mận. Đây mấy chiếc đào bỏ bị lủng lủng khâu sâu. Hello. Hello.
Mọi người ơi, hôm nay đi làm à? Đi làm mận. Mận á, mận à, mận mận mọi người à. Mận đi làm mận ăn thoải mái nhá, mận ăn thoải mái à. Sáng chưa ăn gì, nãy giờ đâu dám ăn cái mận này đâu. Mà ăn ở đây không, người ta cho ăn nhưng mà sáng chưa ăn gì, ăn sốt ruột. Bây giờ ăn cơm trưa. Ủa chị em bao ăn gì vậy? Cơm. Ăn tàu hủ hả? Ngồi đây cho tôi ngồi. Rồi. Ở đây người ta cho mình ăn trái cây nhưng mà không có được đem về mình cho mình ăn. Ngồi ấy, ngồi cà phê. Giờ mọi người ăn cơm trưa nè cả nhà. Ăn cơm. Bên kia một nhóm, bên đây một nhóm. Sao mấy chị em đi chung xe? Nghe bánh nè. Bữa nay nghe ăn bánh hội nước tương. Sáng nhà có cơm có đồ ăn mà tại làm biếng đem á. Hai chồng ăn cơm. Ủa ăn trứng với nước lăm. Ăn trứng với dưa leo hả? Đào người ta mới hái về nè cả nhà ơi. Đây là đào long. Đào này mà nó cứng giòn mình chấm với ớt rất là ngon. Nhưng mà người Hàn ta không ăn cứng, người ta ăn mềm không. Đây là to. Đây đào là đào. Nhìn mê cả nhà. Đào tiên. Đào tiên tôm ngộ không ăn nè. Quá trời. Đây là đào không luôn cả nhà. Bữa trưa mọi người đang ngồi nghỉ ăn cơm. Quá trời đào luôn. Nhìn cái đào đã cả nhà. Đào tiên. Hồi xưa có phim Tề Thiên, thấy Tề Thiên ăn thấy thèm, nhưng mà bây giờ mình thấy ăn nó cứng, mình gọt vỏ ra thì mình chấm nó giống như là mình ăn ổi bên Việt Nam vậy đó cả nhà, còn mềm á thì ăn nó dở. Còn người Hàn thì người ta phải ăn mềm chứ người ta không ăn cứng, người ta sợ hư răng. Đã. Bên kia cũng đào luôn đó cả nhà. Ở đây mấy cô thăm thân con gái rước sang đi làm. Đào này mới hái nè cả nhà, đào này nó cứng, đào này cứng à. Wow, đào này cứng còn đào nãy là nó mềm à. Đây là mới hái hôm nay. Nghỉ trưa mọi người đang nghỉ trưa. Ngồi đào này cứng ngắc nè. Chờ đào luôn. Còn đây là cái chỗ mà cái máy lựa phân loại trái cây nè cả nhà. Đây là trái lớn nhất. Đây là trái lớn nhất. Này là trái vừa vừa, loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5, loại 6, loại 7, loại 8, 9, 10, mười mấy loại luôn. Quá trời. Đây là nó bị sâu hư rồi. Mấy cái này là mình nó lựa là bỏ nè. Còn cái đào này thì nó xanh nè. Cái này đào loại nhì.
trả lời nhất. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều, mấy chị em nghỉ ra nhận mỗi người một cây kim bạc để ăn xong là tăng ca. Bây giờ tăng ca mỗi chị em được phát một cây kim bạc. Chú ơi, chú quê ở đâu chú? Nghệ An hả? Dạ. Chú qua đây lâu chưa chú? Hơn 2 năm rồi. Dạ. Chú làm ở đây lâu không? Hay mới làm đây? 15 ngày đầu tiên thôi. Dạ, hả? Con cũng làm ngày đầu tiên nè. Em mình cũng yên đâu. Em đi mình nheo rồi đi. Bây giờ vô tăng ca thì mình làm từ 5 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi. Bây giờ tăng ca được 2 tiếng cả nhà. Bây giờ mấy chị em đang đi về. Còn Ngọc cái bên cạnh là người Thái. Anh đi thay cúc xa lắm. Thay cúc xa lắm. Anh đi. Nghe tưởng chị là người Thái Lan. À dạ không phải mọi người. Người nước nào á? Chiều tối rồi đó cả nhà. Ngày hôm nay là Nghi làm một ngày là được 80.000 won, với lại tăng ca được 24.000 won nữa. Là hôm nay Nghi làm được 104.000 won. Tính ra tiền Việt của mình đó là được 1.872.000 đó cả nhà. Đi thì 7 giờ sáng mình đi, và bây giờ về thì tới nhà chắc cũng khoảng gần 9 giờ tối, do mình tăng ca đường xa, đi 1 tiếng rưỡi mới tới nhà nữa. Còn người chủ xe chở mình đi thì người ta sẽ ăn mình 20.000 won, vì tiền xăng với là tiền công người ta đi á, nên là người ta trừ mình lại 20.000 won, là công ty họ sẽ trả cho chủ là 100.000 won, mình làm 80.000 won là người ta trừ mình 20 rồi. Là hôm nay là Nghi làm được 1.872.000, tính là tiền Việt mình đó cả nhà. Làm ở trong công ty mát thì cái tiền của mình nó sẽ thấp hơn ngoài đồng, bởi vì người ta nói tiền nào của nấy, ở trong mát thì mình sẽ tiền ít. Còn ở ngoài đồng mình chịu nắng cực khổ, bụi bặm đồ thì mình sẽ tiền nhiều hơn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của Nghi. Bye bye.